bên có nhắn cho Quân là hát thì cứ nhai đầu mình hát được không? Thì Quân nói là không, anh phải nhai trước. Đấy thì mọi người lên để mọi người xem Quân nhai đầu hết. Các bạn cũng đòi ra ballad đó. Xong rồi mình ra ballad thì đó, cho các bạn vừa lòng. Chị mới đáp hồi hôm tối hôm qua thì hôm nay còn một ngày để tập band. Mai hát rồi gì đó nên là thôi cô gặp cũng khá là lâu rồi, chị mới nhập show ở Sài Gòn mấy năm châu nhỉ, sáu sáu bảy năm gì đó, từ cái show đầu tiên chị làm ở Sài Gòn. Thường thì chị sẽ diễn event rồi khá là nhiều, nhưng mà đấy cho nên lần này anh nói là thôi làm Sài Gòn đi, làm ở Đà Lạt rồi làm ở Tùm Lum rồi thì làm ở Sài Gòn đi. Thì nói chung mọi người cũng động viên mình nhiều, kêu là mình làm ở Sài Gòn thì đấy cố gắng để làm, mặc dù là lực khá là kiểu vậy. Hy vọng là chị cũng sẽ đủ sức khỏe để mà chuẩn bị cho cái đêm diễn ngày mai. Vừa chạy show nhiều như vậy thì công việc kinh doanh ba tay mèo của mình như thế nào ạ? Thật ra cũng không thể nào mà ba đầu sáu tay làm hết tất cả mọi thứ được, thì những cái mà chị kinh doanh á, chị phải làm chung với lại người mà họ có thể handle được cái công việc ở đây thì mình mới an tâm mà mình đi hát được. Nếu mà mình còn vừa kiểu bên này hát bên này số nữa thì hai bên còn nói xỉu ngay. Thường là khách mời sẽ là những cái mối quan hệ mà thân thiết, giống như là khi mình làm show thì sẽ chọn Gala Nhạc Việt Live, và cũng là một cái bên rất là thân tình với quan hệ rất là lâu. Nếu mà nói một người thân nhất đó, thì là sư phụ của chị là anh Dương Trường Vũ, gọi là nếu mà gọi là coi như là người trong gia đình luôn á. Nhưng mà anh Dương Trường Vũ thì đang ở Mỹ, chắc là tới cuối tháng 6 mới về Việt Nam. Thì mình cũng nghĩ mãi là thật ra là không biết mời ai, thì nhớ ra là sắp, thật ra là cũng vô tình đó, là sắp tới là cũng diễn một cái show tháng 7 chung với Trung Quân ở Mỹ nữa. Thì thành ra mới nói à thế thôi mình sẽ hát với nhau, lại Trung Quân hát cũng hay mà, lên mình dễ so đúng không? Cho mọi người so, mọi người cứ so mà. Hà Bon có nhắn Trung Quân là hát thì cứ nhai đầu mình hát được không? Thì Trung Quân nói là không, anh phải nhai trước. Đấy thì mọi người lên để mọi người xem Trung Quân nhai đầu hết. Chị ơi, EP của chị là 4 bài mà 2 bài có MV, 1 bài có lyric video rồi, thì sau cái show này chị có muốn làm MV cho Favorite Liar không? Wow. Nghe phải nhiều tiền ha. Nhà giàu dễ sợ luôn, biết tiền đâu ra mà làm mới tất tay. Mọi người thấy vậy mọi người tưởng là mình hiểu chơi tất tay đấy, nhưng mà cố gắng thôi, nói chung là cũng cố gắng để mà gọi là chiều lòng khán giả. Tại vì đấy, mọi người cứ muốn cái gì là mình ví dụ như mọi người muốn 20, 25, 30 đấy ra MV. Bây giờ em hỏi tìm Red Line rồi, không biết về suy nghĩ như khi làm luôn, quay luôn cái đấy nữa. Chị báo anh là bây giờ là đã là ca sĩ nè, đã là huấn luyện viên của một cuộc thi nhảy nè, rồi bây giờ đã làm doanh nhân nữa, thì không biết là tương lai chị có ý định là sẽ thêm nghề không ạ? Do là mình còn cái tuổi trẻ đó thì mình muốn thử sức để xem là mình sức của mình tới đâu. Đôi khi thì mình cũng sẽ kiểu ba đầu sáu tay quá thì mình cũng sẽ không có làm gọi là trọn vẹn cái nào được. Chỉ là trong thời gian tới thì chị sẽ gom lại xem là cái nào mà mình thực sự là mình cảm thấy mình hạnh phúc khi mình làm cái điều đó thì mình mới làm, chứ mình không có kiểu cố để mà thử xem là mình có làm nổi không. Cái ngày mai đó thì nó sẽ là một cái không gian nó rất là ấm cúng, nó gần gũi, nó thân thiết, nó đúng với con người của chị nhất. Đôi khi do cái mặt của mình nó khiến cho mọi người cảm thấy nó rất là xa cách. Nhiều khi mọi người cũng hay nói là cái cô này mặt hơi lạnh, nhưng mà nếu mà là fan mình mà fan ruột đó, thì sẽ biết là con là cái người mà thân thiện, nhiều khi thân thiện hơn mức cần thiết luôn á, và rất là thích gần với mọi người. Nên là cái đêm nhạc này nó cũng sẽ khắc họa nên cái tính cách của mình nhiều nhất, không có ầm sùm hào nhoáng hay là làm cái gì đó nó quá là kịch tính.